Có những người người ta thấy một lý, một có một cái nguyên do nào đó để người ta phát tâm. Ví dụ như có những người ta phát tâm tu là tại vì tự nhiên người ta thấy cuộc sống mong manh quá. Giống như có một hôm Pháp Hòa nhận một cái tin của một Phật tử nhắn qua email: thầy ơi, cuộc đời mong manh quá, bạn con mới đi uống cà phê với con hồi tối sáng nay ra nhận tin gia đình báo là ảnh chết rồi. Thì nhiều khi người ta thấy một cái cảnh đời nó ngắn ngủi, nó tạm bợ như vậy, tự nhiên người ta phát tâm người ta tu. Mà chữ tu ở đây á, không có nghĩa là mình phải cạo đầu mặc áo làm cái gì ghê gớm. Chữ tu ở đây nghĩa là chúng ta bắt đầu chuyển hóa những cái phiền não căn bản, những hờn giận vu vơ, những chấp trước nhỏ nhặt của mình, tự nhiên làm cho tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng ra. Đó là tu thôi. Chứ đừng có hiểu lầm là nói tu đây là mình phải đi vô chùa, mình phải xuất gia học đạo gì. Được thì tốt đó. Có những người người ta chỉ cần nghe tiếng chuông chùa mà người ta nói chỉ chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Có nhiều người người ta đến chùa, người ta nghe tiếng chuông ngân lên, tự nhiên làm cho người ta rã hết những cái phiền não, những cái gì trong lòng xưa nay. Còn bây giờ mình nghe xong rồi mình rơi rụng lúc đó thôi, rồi bắt đầu ra khỏi chùa mình lượm mình gắn vô lại hết. Mình chỉ rơi rụng chút thôi. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, mình mộng đủ thứ hết, phải không? Cho nên tiếng chuông chùa nó có công năng, nó tỉnh thức con người. Cho nên trước cửa chùa người ta hay để cái câu đó: sớm trống tối chuông thức tỉnh khách trần trong biển mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Mình là một là ở sông mê, hai là trong cõi mộng, mê với mộng tối ngày, phải không? Thành thử ra nhờ tiếng chuông tiếng mõ làm cho mình tỉnh thức. Thí dụ như hồi nãy giờ nếu mà để thả lỏng mình thì mình đâu có chú tâm đâu, nhờ kéo mình về đây tụng thời kinh mặc dù 45 phút, ha, thành thử nhiếp tâm mình vô được 10 phút cũng tốt, 20 phút cũng tốt. Nhờ vậy cho nên từ từ mình mới thuận. Cũng giống như mình ung đúc một cái gì đó, phải từ từ vậy đó. Quý vị thấy không, đậu mà để nó vô miếng lưới xong rồi tưới nước thường nó lên giá, nứt mầm xanh mọng, nứt mầm lên thì tự nhiên thì kêu là giá đổ. Mỗi ngày mình cứ để cái đậu nó vô rồi mình tưới nước thì nó sẽ lên giá cho mình ăn. Người tu của mình cũng vậy, ngày nào cũng tưới một chút, tưới cái nước Phật Pháp, nghe Pháp một chút, niệm Phật một chút, tụng kinh chút, chút chút vậy đó. Mà nó nảy mầm xanh lá lúc nào mình không hay. Bây giờ muốn biết không, khi nào mà đối cảnh phiền não mà tâm mình bây giờ có cái sự sâu sắc hơn, có sự lắng hơn là mình biết mình có khá rồi đó. Cho nên á, ở trong cái phẩm thứ hai á, trong này nói về 12 cặp. Đức Phật nói cặp gì đó, lại có hai thứ để chúng ta phát tâm. Thì tuần rồi chúng ta nói rằng lý do phát tâm, thí dụ như trong này nói thứ do phát tâm là muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát. Ở trang 25 cũng giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta vậy đó. Ngày trước nếu mà Ngài không có thấy cái khổ của chúng sanh thì Ngài đâu phát tâm. Cho nên nhờ thấy khổ của chúng sanh mà Ngài phát tâm, muốn giải thoát chúng sanh hơn quả báo của ngoại đạo. Tại sao? Tại vì phần lớn người ta tu hưởng phước báo bình thường thôi. Ví dụ như bên Ấn Độ á, có một số những cái đạo giáo người ta quan niệm á, bây giờ mình phải hành thân mình cho khổ để mình lấy lòng ở trên. Rồi ở trên thấy mình cực khổ quá, cái mình lên trên đó mình chết đi rồi, cái trên cho mình được sung sướng. Cho nên ta tu khổ hạnh á, ta tu khổ hạnh, cái mục đích khổ hạnh là chi? Để người ta hành thân ép xác, để cho người ta thấy, người ta nghĩ rằng cái đấng nào ở trên nó thấy người ta tội nghiệp quá, rồi cho người ta về trển hưởng phước. Như vậy thì cái phước báo mà phần lớn mà mong cầu chỉ là phước báo tạm bợ thôi. Cũng giống như mà hồi mình ở Việt Nam khổ quá, cái mình muốn đi đâu? Cái thời 79-80 muốn đi đâu? Đi vượt biên. Và vượt biên mà nói trời ơi, thôi bây giờ mà tôi chỉ cần mà lọt được qua Thái Lan cũng được nữa. Đó là tạm phải không? Lên ta qua, mà khi mà qua tới Thái Lan, qua tới Philippines, qua tới Indo, qua tới Mã Lai rồi thì muốn đi đâu nữa?
đi đi đệ tam quốc gia. Thời đó mình gọi đệ nhất quốc gia là mình đã bệnh, đệ nhị quốc gia là mình vượt tới, đệ tam quốc gia là cái nơi mà mình hiện đang ở đây. Nhưng mà khi mà qua được tới đây rồi, thiệt sự sướng chưa? Chưa. Vậy thì cái mà chúng ta đang có là những cái gì mà chúng ta đang cầu mong đó, không? Những đa số người ta cầu mong là hưởng phước báo bình thường. Những cái phước báo đó là phần lớn những cái đạo giáo ai cũng mong mỏi tu tập để được cái gì đó. Cho nên bây giờ á, cái mà Phật hướng dẫn cho mình á, là mới đầu cái người ta, có những người người ta cầu phước báo bình thường, thì như kinh Dược Sư nè, cầu sống lâu được sống lâu, cầu quan chức được quan chức. Nhưng mà tại vì có những chúng sanh người ta còn muốn cái đó, cho nên mình mới có hạnh nguyện của Dược Sư. Bây giờ người ta muốn mà người ta không có phương pháp thì người ta sẽ làm sai. Có nhiều người muốn làm giàu mà không có Phật chỉ cái làm giàu, nhưng mà làm giàu bất lương. Trong cái giới thứ 5 và giới thứ 2 đó, con nguyện không làm giàu một cách bất lương, lấy cái đau khổ của người khác làm cái giàu có của mình. Đó là giới thứ 2 mình lúc mình thọ giới đó. Thấy không? Con nguyện không lấy của người khác. Con lấy của người khác rồi mà con cũng không làm giàu trên sự đau khổ của người khác. Là thấy người ta bị áp bức, bị thua thiệt đó, con cũng không làm giàu cái kiểu vậy. À, ví dụ như bây giờ mình làm quan, mình ỷ, mình làm quan, mình lấn lướt, mình hù dọa người khác để người khác, người ta dâng nạp cho mình, đó cũng là một hình thức ăn cắp, nhưng mà ăn cắp tinh vi hơn. Ăn cắp tinh vi hơn. Cho nên hồi xưa có một vị mới nói đó, trần thế thật là cảnh dối gian, mà yếu thì cướp giật lại tham tàn, rồi yếu thì lén lút tìm phương sống, rồi vua chúa quan dân tham cách khéo, bần dân lê thứ vụng tham gian. Vua chúa quan dân, vua chúa làm quan á, tham mà tham cách khéo lắm. Ngồi kiểm trệ chỉ cần vỗ cái bóp này, mi nó nghe lạng quạng mi vô tù nghe, dạ dạ con không dám đâu, quan muốn nhiêu con đưa. Vua chúa quan tham cách khéo, nhờ bần dân lê thứ, những người bần dân lê thứ tham vụng lắm, ăn cắp lặt vặt vậy đó, bị bắt ta đánh chết luôn. Hay Việt Nam kêu đánh săn dịch. Bần dân lê thứ vụng tham gian. Cho nên á, mình không muốn. Cho nên mình thấy có những chúng sanh người ta cầu những cái quả phúc bình thường, mình hướng dẫn cho người ta phát tâm vô thượng bồ đề. Thầy Viện Chủ hay nguyện á, nguyện chúng con một lúc chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành gì? Thành Phật. Không có cầu những cái bình thường. Mình tụng hồng danh bảo sám không? Chúng con bây giờ phát tâm không vì cầu những phước báo của nhân thiên. Tại vì cầu lên cõi trời, hưởng hết phước cõi trời thì làm gì? Đọa xuống lại. Ở trên trời mà hưởng phước mà hết rồi là đi xuống lại, cũng y chang như mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình qua mình đi làm ha. Cái là bắt đầu mình được ăn tiền thất nghiệp. Sướng quá, cái bắt đầu mình không có biết rằng đây là thất nghiệp, là có ngày sao hết cái tiền thất nghiệp này là không được nha. Là không biết vậy, có nhiều hưởng hết nhiều. Cho nên phước báo nhân thiên, ngay cả phước báo của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát, của Huyền Thừa cũng không có cầu cái đó. Cho nên nói như vậy đó, muốn giải thoát chúng sanh hơn cái quả báo của ngoại đạo đã được, hoặc có hai điều: không xả bỏ chúng sanh, không xả bỏ chúng sanh mà phát tâm bồ đề. Mình thấy có một chúng sanh còn khổ thì mình phát tâm mình giúp, một người còn khổ mình còn giúp. Cho nên Pháp Hòa nói với đại chúng, bây giờ quý vị tập về nè, nhỏ nhỏ trước rồi mình mới từ từ cái lớn sao. Bây giờ mình đến chùa mình lo cho người ta ăn cơm. Bây giờ còn một người bước vô mà mình còn thức ăn, cũng nên phát tâm bỏ ra 5 phút nữa cho người ta được. Thật ra người ta không phải, người ta cần cái dĩa cơm đó đâu. Nhưng mà cái quan niệm của người ta là người ta đến chùa, người ta thích ăn miếng cơm chay. Mà mình đã phát tâm được mấy trăm người từ sáng đến giờ rồi, còn có người này mình không phát tâm, hết cơm rồi, cắm cửa.
Phải không? Mình nhiêu đó thôi là mình thấy cái sự phát tâm của mình nó có vì chúng sanh chưa. Mà nếu mình ráng được người đó đó là mình thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chứ không phải là A Tu La ngắn gọn. Mà phải là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Pháp Hòa thưa như vậy đó là để rồi chúng sanh, tất cả chúng ta tu là chúng ta ráng vậy. Có nhiều lúc Pháp Hòa cũng mệt dữ lắm, nhưng mà Pháp Hòa nói thôi bây giờ còn có một chút này nữa thôi ráng đi, cái thì mình lướt được. Mình lướt được. Chứ mình làm một ngày, quý vị tưởng bao nhiêu thứ là đi rồi, việc đủ thứ hết, nhưng mà ráng chút nữa cái nó xong việc. Mà mình thấy người khác vui mình cũng vui. Không có bỏ chúng sanh mà thấy chúng sanh là cái đối tượng để cho mình phát tâm. Thật sự ra bây giờ mình nói mình phát tâm mà giờ không có ai tới để mình phát hết làm sao được. Cho nên khi mình phát tâm mình làm việc gì cũng giống như ở đây có mấy cô Phật tử làm thợ may, phát tâm mà giúp mấy thầy mấy chú giá áo giá y đôm nút rồi vậy. Mà lâu lâu mấy cô xuống hỏi quý thầy có gì cho con sửa không, mà thầy nói dạ không có gì hết, cái buồn hiu không. Mà nếu mà ôm được cả bịch về là sửa là vui lắm, là tại vì mình phát tâm mình làm mà có người ta cho mình cái được cái phương tiện. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó, có những Phật tử người ta rất là hay, người ta để trên cái băng dĩa đó: xin cảm ơn những ai nhận cái đĩa giảng này. Tại vì mình phát tâm in mà không ai thèm nghe hết, rồi mình làm cho ai? Cho người ta nhận được cái dĩa mà của mình ta nghe đó, là tự nhiên mình thấy sao vui lắm. Mình phát tâm mà có người nhận. Hoặc có hai điều không xả bỏ chúng sanh: chỉ xa lìa bao nhiêu phiền não. Con người mình khổ là tại vì mình có phiền não, mà phiền não của tự thân nhiều hơn phiền não của người khác cho mình. Thật ra người khác cho mình là nhiều lắm á, nếu mình muốn nhận á. Nếu mà gọi là muốn nhận phiền não đó, mỗi ngày không biết bao nhiêu thứ người ta dục cho mình. Nhưng mà cái quan trọng là tự thân mình có muốn tiếp cái đó không. Thì cho nên á, bây giờ thí dụ như bây giờ mình muốn bỏ phiền não bằng một cách để mình quán: tôi phát tâm tu hành đây là chỉ vì một mục đích là muốn bỏ phiền não. Thì khi mà cái phiền não nó đến thì mình tự nhắc mình: ủa, mình phát tâm tu để bỏ phiền não mà, tại sao mình lại đi rước, đi rinh, đi khiêng, đi vác, đi cất, đi giấu, đi đủ thứ chữ để mình nói hết. Không, nhiều khi mình có phiền não mình giấu nữa, mình chỉ muốn cái người kia biết thôi. Cái người nào mình làm giận mình muốn người đó biết, mà mình không muốn ai biết mình đang phiền não đó, đang bực vậy đó nghe, mà say qua: ố chị khỏe không, không ai biết mình đang phiền não hết. Chỉ xa lìa bao nhiêu phiền não. Hoặc có hai điều: vì đoạn khổ não của chúng sanh trong đời hiện tại. Có những chúng sanh người ta làm cái nghiệp chướng gì đời trước mình không biết, nhưng mà trước mắt bây giờ khổ quá. Cách đây không mấy ngày có một vị Phật tử trẻ lắm phone lên xin Pháp Hòa cho một cái hẹn. Thì em mới nói là con coi băng giảng của thầy trên mạng, con thấy thầy đi và mỗi ngày thầy phải tiếp xúc bao nhiêu người, người ta khổ người ta tìm tới thầy. Mà con suy nghĩ mình có thầy sát bên đây mà mình không đi tới tìm thầy thì uổng quá. Tại vì trong cái đó biết bao nhiêu người ta tìm tới. Thôi em quyết định em bắt cái phone lên em xin thầy cho cái hẹn. Khi mà lên trình bày những cái niềm đau nỗi khổ mà mới vừa ngồi xuống chuẩn bị khai mở thôi, thì bao nhiêu cái khóc nước mắt đem ra quá chừng luôn. Pháp Hòa mới đi kiếm giấy cho lau. Thế thì em nó xin lỗi quá chừng. Nó nói xin lỗi thầy con không muốn đâu. Nó không, con phải khóc. Tại vì con khóc được á, thì con mới đỡ. Thấy không? Tại vì cái mà hiện tại cái người đó đang đầy ắp là cái gì? Là cái đau khổ. Là muốn kiếm một người để cho mình khóc. Nhưng mà hôm nay là mình khóc mà không ai biết hết, cho nên thôi để dành đó. Để khi nào mình gặp được thầy mình khóc cho thầy nghe. Cho nên khóc được là một hạnh phúc.
Có một cô cô gọi lên, cô khóc quá chừng, nói thầy ơi sao con khổ quá, mỗi lần con nghĩ tới cái khổ con khóc. Nói vậy cô có phước. Hỏi sao có phước thầy? Cô khóc được còn thầy khóc không được. Thầy khóc không ra lời. Chứ khóc được là một hạnh phúc. Khi nhiều khi một con người mà muốn khóc mà khóc không được nữa, ta nó khổ quá rồi. Có nhiều người ta khổ quá ta khóc không nổi nữa, chứ không phải là muốn khóc khóc dễ đâu. Chứ có những cái người nhiều khi á, cái khổ của người ta không có gì hết, chỉ ngay trong giây phút hiện tại đó thôi. Có những người á, cái có những cái buồn khổ của người ta nó không có lâu. Có những người, người ta có cái hay là người ta khổ, người ta gào thét lên chút vậy đó, nhưng mà rồi là người ta quên, người ta không còn để cái đó cũng là một cái đỡ. Nhưng mà ngay trong lúc đó mà không ai lắng họ xuống á, họ sẽ ung à. Cho nên có những người á, người ta đến người ta dỗ về chút xíu, tôi biết cái tánh gì này ào ào vậy chứ không có gì đâu. Nhưng mà nếu không có mình ngay lúc đó là hư chuyện lớn lắm. Cho nên nếu mà mình có được mặt cho cái người đó trong lúc họ đang bùng nổ như vậy cũng là một hạnh phúc. Chỉ vì xa lìa bao nhiêu phiền não, vì đoạn cái khổ não của chúng sanh. Cái khổ nhất của con người là khổ gì? Khổ tâm. Cái khổ thân coi vậy mà không sao. Ví dụ như trời lạnh, trời nóng, đói bụng, nhức răng, đau đầu, chóng mặt, đó là mới khổ thân thôi. Mà cái khổ đó mà coi vậy chứ nó không có làm cho con người mau già, mau tóc bạc bằng khổ tâm. Cái khổ tâm nó làm cho con người cằn cỗi. Chẳng hạn như em. Cái khổ tâm là làm cho con người cằn cỗi mau già. Còn cái khổ thân không sao hết. Bệnh hoạn, nhức đầu, chóng mặt. Vì đoạn khổ não của chúng sanh trong đời hiện tại, vì muốn ngăn ngừa những nỗi khổ của chúng sanh ở đời sau đó. Có những người á, người ta tức, người ta giận, xong rồi người ta không kềm chế được cái giận đó, người ta làm nhiều cái tác hại mà nó ảnh hưởng đến đời sau, nó ảnh hưởng đến mai hậu. Nếu mà nói đời sau xa quá, nói trong tương lai. Thí dụ có những người ta đau khổ quá, ta đau khổ quá thì bắt đầu người ta đi uống rượu, người ta đánh bài, người ta hút sách. Đó là cái khổ hiện tại. Nhưng mà họ đâu có biết được chính cái này nè, cái mà họ muốn giải quyết cái khổ hiện tại này, nó là dây dưa đến cái khổ của đời sau nữa. Chứ phải khuyên họ. Có một cái bác đó, bây giờ bác mất à. Chồng con đi vượt biên mất tích hết. Bác mới nói thầy biết lúc đó con khổ quá, bây giờ con chỉ muốn làm một việc, con hút thuốc cho nó chết đời này cho rồi đi. Con không dám tự giận, nhưng mà hút thuốc cho nó chết. Mà khổ nổi nó không chết, bây giờ nó ghiền. Từ ghiền từ Việt Nam sang qua tới đây cũng không bỏ được thuốc lá với rượu. Thí dụ vậy đó. Đó là mình thấy rằng nhiều khi cái khổ hiện tại. Cho nên có nhiều người, người ta nóng giận quá, người ta không kềm chế được cái giận, người ta làm gì? Người ta lấy dao, người ta giết người. Người ta làm những cái việc tày trời mà lúc đó là do cái cơn giận dữ vậy thôi. Rồi họ ở tù, họ đau khổ, họ ngồi ở trong đó mà họ đau khổ. Họ nói trời, mình nóng nảy chi, mà ăn năn thì sự đã rồi. Cho nên trong truyện Kiều có câu đó, trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Cho nên có những cái mà chúng ta tức giận đó, nó gây ra nhiều cái khổ lụy hệ về sau. Mà tóm lại chỉ một chữ thôi: phiền não. Hễ mà phiền não mà còn là chúng ta làm nhiều cái điều dại dột. Cho nên tại sao chúng ta phải sám hối, tại sao chúng ta phải tụng kinh? Chỉ vì một việc thôi, nhờ tụng kinh, nhờ sám hối nhắc nhở mình phải quay trở về. Thì nãy có một cô vui thôi, cô nói trời ơi sao ai cũng có mà con không. Tại lúc mà ăn nhãn á, ai cũng có nhãn mà con không. Thì bà mới nói chữ đùa, mà trong cái đùa nó là: ủa, ai tu cũng muốn tới cái chỗ không chứ ai tu muốn có. Thật sự quý vị kiểm coi, mình tu ráo riết cực khổ cũng chỉ vì một việc: đến lúc nào con người mình nó không, không phiền, không muộn,
không khổ, không đau. Cho nên mỗi ngày tất cả chúng ta bắt đầu từ số 0, phải không? Ngay cái mạng sống của mình cũng bắt đầu từ số 0. Rồi từ từ mới có mắt, có mũi, có tai, có chân. Rồi sanh ra bắt đầu gì? Có tên. Bắt đầu chưa có, bắt đầu có tên, bắt đầu có tuổi. Rồi lớn lên đã có tên, có tuổi rồi cũng muốn tìm cách làm cho tên tuổi mình lên nữa. Cho nên làm gì? Có nhiều người có tên mà có tuổi mà không có tên, nghĩa là không có nổi tiếng. Giống như giờ mình có tuổi 40 tuổi, 50 tuổi mà không có tiếng, không ai biết mình hết. Rồi giờ muốn có tiếng, muốn có tên, có tuổi thì phải làm đủ thứ hết, chứ đâu phải bình thường. Mà cái người ta không, ta khỏe không? Không tên, không tuổi, ta khỏe vô cùng, ta khỏi làm gì hết trơn á. Cho nên quý vị không cần đại ét. Mình có tên tuổi gì được lên sân khấu đâu lo. Người ta có tên có tuổi, người ta còn sợ bị hình ảnh của mình bị phai nhòa trong lòng khán giả. Cho nên cái người không là cái người hạnh phúc. Cho nên mình tu đến cái chỗ nào, khi nào mình, thí dụ bây giờ mình không, cái chữ không đây á, mình có hết á. Nếu mình có cũng được, cũng là không, mà không có càng tốt, khỏi lo không. Cho nên mình nói là tất cả các con số bắt đầu từ số 0. Rồi cái 0 đó mình quệt ra cái 1, cái 2, cái 3, cái 4 gì đó. Nhưng mà cái điểm cuối cùng mình cũng đi về cái chỗ 0. Cho nên nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới làm bài thơ, quý vị nhớ không? Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một tiếng gì? Một chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Cái chấm than là cái ý nghĩa là rồi, thôi rồi, than ôi, xong rồi, hết rồi. Cái gì mà nó đến cái chỗ suôn sẻ hết, không còn gì nữa, cái chấm than là xong. Mà cái chấm than đó cũng là cái đinh, phải không? Cái chấm than đó cũng là cái đinh. Cho nên đinh đóng vào săn, tức là cái tiếng đinh nó đóng vô cái quan tài, cộp cộp cộp, thì cái tiếng cộp cộp mà đóng vô quan tài đó là tiếng trả lời cho mọi câu hỏi của thế gian này. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Trả lời hết. Cho nên mình muốn biết cuộc đời mình có gì không? Hôm qua đó, cái lớp thiền của Tây, hôm qua là ngày thứ 6 cuối tháng, cho nên các vị phương Tây có một buổi trà đàm mỗi tháng một lần cuối tháng. Thì phụ ngày hôm qua Pháp Hòa không có ra, đi đám về rồi Pháp Hòa nghỉ, tại mấy ngày nay cái cổ nó viêm, cho nên bây giờ nói chuyện với quý vị cái cổ nó đau lắm đó. Thế thì Pháp Hòa mở máy, Pháp Hòa nghe mấy thầy ngoài này sinh hoạt. Thầy hôm qua thầy Tịnh Tạng hướng dẫn, thầy Tịnh Tạng mới nói rằng tôi mới vừa đi đám tang về. Và thưa với đại chúng là một trong những cái điều mà một cái người tu chúng tôi có cái được cái may mắn. Thầy mới đính chánh, thầy nói may mắn đây không có nghĩa là tôi vui mừng khi tôi thấy đám tang nha. Nhưng mà có nghĩa là chúng tôi được cái cơ hội quán chiếu. Chúng tôi được cơ hội quán chiếu, cho nên mình á, đừng có đợi tới phone tới mình hỏi chiều nay đi đám tang không, mình giọt miệng hỏi có quen không. Quen mới đi. Thường xuyên đi để làm gì? Để có cơ hội quán chiếu. Vừa rồi hôm tuần rồi sắp sửa lên tụng kinh đó, thì có một gia đình Phật tử, hai ông bà già 70 mấy tuổi, cầm cái hình của người con trai 47 tuổi bị ung thư phổi lên mới xin để cái hình thờ ở chùa. Thì Pháp Hòa mới mấy người quen biết mới nói trời ơi, sao anh chị cháu nó mất mà không cho tôi biết. Nó tại tôi không dám nói, tại vì ngay bữa mùng 10 Tết, còn trong Tết cho nên đâu dám báo cho ai biết. Tự âm thầm trong gia đình đem đi thiêu rồi gửi cái hình, không biết gì hết. Thì Pháp Hòa mới hướng dẫn, à thôi đem cái hình về chùa tụng kinh, tự nhiên mình thấy mình thương, mình thấy mình thương.
Có một cái em đó, nó lên nó khổ quá, nó năm nay chừng 30 tuổi, nó nói nó khổ quá, nó nắm đầu bứt tóc, nó nói thầy ơi, tại sao con mới có bao nhiêu tuổi mà con khổ cỡ này. Cái ông mới chỉ lên bàn thờ, của nói nè, con nhìn cái hình này nè, mới nhiêu tuổi mà ngồi đây rồi nè. Cái em 29 tuổi ngồi sao đó, thì tự nhiên mình làm cho nó giật mình. Cho nên ở đời này không phải già mới khổ, mà cũng không phải là già mới chết. Cái khổ cái già nó đến với tất cả một con người nào. Cho nên vì muốn ngăn ngừa cái nỗi khổ của chúng sanh. Chữ ngăn ngừa là gì? Có nghĩa là khi cái khổ đó nó chưa đến mà chúng ta thấy rõ nó là khổ, thì tìm cách giúp cho người đó giảm cái khổ. Còn nếu mà nó đã đến rồi thì làm cho họ chấp nhận và từ từ họ nguôi ngoai cái khổ, chứ không có phải là hết khổ. Mà tại sao chúng ta khổ? Là vì chúng ta không chấp nhận. Chúng ta không chấp nhận. Có những người khổ vì con, có những khổ vì chồng, có người khổ vì vợ, khổ đủ cách hết. Không có một người nào sống ở cõi đời này mà không nếm qua cái chữ khổ. Rồi bây giờ đầu năm đầu tháng mà ăn nồi nguyên nồi khổ qua, nhưng mà nó cũng có qua khổ đâu. Cái quan niệm của người ta, cái đó là một cái suy nghĩ của mình, là ăn khổ qua đầu năm để cầu mong cho cái khổ nó qua. Đó là một ý tưởng, đó là một cái wish. Thấy không? Cũng giống như mình chúc nhau, chúc anh chị năm mới sức khỏe dồi dào. Nhưng mà đâu có nghĩa mình nói vậy rồi ai cũng dồi dào sức khỏe. Nhưng mà không sao, trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn hướng về cái chỗ positive, hướng về cái chỗ mà gọi là tích cực để chúng ta sống. Cho nên một cái người mà phát tâm tu á, mình phải hướng đến cái chỗ đẹp. Còn những cái, có nhiều khi mình thấy cái khổ của chúng sanh, để rồi mình nhìn lại mình trong đời này, hiện tại mình khổ, nhưng mà có nhiều chúng sanh còn terrible hơn, còn khổ hơn mình nữa. Tự nhiên mình an ủi mình giảm đi cái khổ. Cho nên cái chữ ngăn ngừa nó có hai phương diện. Phương diện ngăn cái nhân trước khi họ làm. Và nếu cái quả nó đến thì bây giờ tìm cách làm cho cái quả nó làm sao? Nó tối thiểu hơn. Pháp Hòa ví dụ với các em Phật tử nó như vậy. Mà nó ví dụ nó mà nó ngồi nó cười xong rồi nó nói bây giờ con khỏe quá, con lên con nói chuyện với thầy cho con khỏe quá. Pháp Hòa mới nói á, mình có một ly cà phê. Nếu mà nó đậm quá thì mình tự mình thêm nước sôi cho nó lạc đi. Còn không thì mình chia nó ra làm hai mình uống. Nói chung là mình có cách để mình làm cho cái ly cà phê này nó không quá đậm. Nhưng mà phần lớn chúng sanh mình uống vô, ôi cha đậm quá, để xuống. Rồi lát cái đâu chừng 5-10 phút cái nhắm, ôi trời cái ly cà phê này đậm ghê. Mà cứ nói riết ly cà phê đậm, mà lát ly cà phê cũng hết mà không chịu gia giảm. Thì mình cũng vậy, mình ăn một cái tô bún nó mặn thì mình vắt miếng chanh, thêm tí đường. Nói chung là có cách để làm cho nó đừng có quá mặn theo cái mà mình đang khó chịu với nó. Chứ thủy chung mình vẫn phải uống ly cà phê đó thôi, nhưng mà mình làm cho nó giảm đi, thế thôi. Nhưng mà chúng sanh mình thì ít khi nào. Cứ quý vị để ý, nhiều khi mình nấu một tô bún ra, cái người đó ngồi ăn chê, chê lên chê xuống vậy đó, mà rốt cuộc cũng hết tô bún. Nhưng mà tại sao mình không có làm một chút gì đó cho mình thoải mái đi? Cho nên thường á, mấy thầy trẻ mà khi mà mình có những cái phiền não đến với mình, một trong những cách giúp cho mình tu á, là lên lại Phật. Pháp Hòa là cái kiểu đó thôi. Khi nào mình khó chịu á, mình lên mình lại Phật. Cứ thanh thản lại xuống, hít thở theo từng cái hơi thở của mình. Lại xong 100 lại rồi, tự nhiên mình thấy người mình nó nhẹ ra. Thứ nhất là mình exercise. Mồ hôi nó ra rồi, người mình nó cũng dễ chịu. Rồi mình nãy giờ mình không có còn suy nghĩ gì nữa hết, mình cứ nhìn vô cuốn kinh. Nam mô Phổ Quang Phật mình lại xuống, Nam mô Phổ Minh Phật mình lại xuống, hồi nó khỏe. Còn không mình lên tụng thời kinh đi, tụng thời sám hối đi.
để thấy bao nhiêu những cái khổ lụy nghiệp chướng của chúng sanh. Nói vậy không có nghĩa là mình sống tiêu cực, nhưng mà nó giúp cho mình cứu vãn tình thế, để mình đừng có làm cái gì mà cuộc đời vốn đã khổ và cái hiện tại nó đã khổ mà chúng ta không khéo giải quyết nữa thì nó sẽ khổ nữa, nó sẽ chồng chất nữa, chứ đâu có gì đâu. Có nhiều khi hai vợ chồng giận nhau, giận nhau xong rồi dẫn lên chùa, cái cô vợ nói bây giờ thầy cho con nói không. Giờ có sẵn có thầy đây con nói. Cái Pháp Hòa mới thấy không xong rồi, nó nói từ từ đi, để bữa nào nói. Nhưng mà rồi người nó giảm, tại vì trong lúc mà như hỏi vậy có nghĩa là nếu mà cho phép một cái là nó nổ rồi đó, cho nên thôi từ từ, không cần thiết phải nói lúc đó nữa. Hoặc có hai điều vì dứt sự chướng ngại của trí tuệ, vì trừ thân chướng của chúng sanh. Hai cái này nói chung, vì trừ sự chướng ngại của trí tuệ đó, trong danh từ thuật ngữ Phật học chuyên môn gọi là gì? Sở tri chướng. Sở tri chướng ở đây dịch là vì dứt sự chướng ngại của trí tuệ. Con người mình sống ai cũng muốn trí tuệ, nhưng mà nó có những thứ nó sẽ ngăn chặn trí tuệ. Vì sao? Vì mình cho cái mình biết đã đủ, đã dư, cho nên mình không có chịu học thêm. Sở tri là gì? Là cái chỗ biết của mình. Sở tri là cái mình biết, nhưng mà cái mình biết đã chắc là nó hoàn hảo chưa, mà không chịu học thêm để mình trí tuệ tăng trưởng. Đó. Thấy chúng sanh, vì sao mình phát tâm với chúng sanh? Vì muốn ngăn chặn cái sở tri chướng của người ta. Có nhiều người không chịu học hỏi là tại vì người ta nghĩ cái người ta là nó nhất rồi. Cái này mà mình, mà trong kinh Đức Phật nói, mình mà bị cái này đó là một trong những cái nạn đó. Một trong những cái nạn, cái nạn mà mình không có thêm hiểu biết. Cho mình đi tới đâu mình phải mở lòng, mình học hỏi, mình đem về, mình áp dụng, mình làm cho nó hay hơn, nó linh động hơn. Vì dứt sự chướng ngại của trí tuệ, đó là sở tri chướng. Còn cái câu là vì trừ thân chướng của chúng sanh, cái chữ thân chướng này có nhiều người hiểu lầm là mình coi cái thân này là một chướng ngại đó. Nghĩ vậy cũng được, nhưng mà nó hơi tiêu cực. Nếu mình nói rằng cái thân này là một cái chướng ngại cho mình thì không lẽ giờ mình giết cái thân này mình đi. Nếu như mình nghĩ như thế này, cái thân này là nó tạp dơ, nó sinh khởi đủ thứ, nó cũng ngăn chặn mình dữ lắm trên đường tu. Được, nhưng mà nghĩ vậy chưa rốt ráo. Mà nếu mình nghĩ rằng cái thân này nếu mình không biết dụng nó đúng là nó chướng à, còn biết dụng nó đúng là nó trở thành ra diệu dụng. Cho nên á, mình mới có cái bài học là diệu dụng của thân tâm. Pháp Hòa có nói cái bài diệu dụng của thân tâm. Bây giờ cái thân của mình á, tuy rằng á, nó đau đau bệnh bệnh vậy đó, nhưng mà đâu có nghĩa là mình không còn làm được gì nữa. Được, còn làm được. Biết rằng cái thân này nè, nó chỉ mấy mươi năm, nhưng mà đâu có nghĩa là nó vô dụng. Cho nên được thân này quý lắm. Từ hôm mà chúng ta bắt đầu học cái kinh này là Pháp Hòa cứ nhắc hoài. Chữ quý ở đây là gì? Nó mong manh. Chính nó mong manh cho nên mình sao? Biết trân trọng nó. Làm những gì mà chúng ta có thể làm được. Ở trong Phật tử mình nó có những người mẹ rất vĩ đại. Pháp Hòa biết từ khi người mẹ bắt đầu, con nó lớn lên mà mười mẹ phải đau khổ, chịu cực khổ với đứa con nó vô cùng. Mà mỗi lần khổ quá thì chạy lên tìm thầy để mà chia sẻ, rồi cùng ngồi lại với nhau tìm cách để mà nâng đỡ đứa con đó. Vậy đó, mà cái cực nhọc, cái hy sinh, cái nhẫn nhục, cái mềm mỏng, cái nhẹ nhàng của người mẹ, cuối cùng mấy đứa con giờ nó yên hết. Hạnh phúc lớn nhất của một người cha, người mẹ là khi con mình đã an ổn, qua được những lúc mà cái tuổi teenager của nó. Đó là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ ở xứ này đó. Nếu mà con mình đó,
Thí dụ như có nhiều người ta khổ, cái ta mới nói trời ơi, con có một đứa con nó bệnh và con khổ quá, mà nó không. Nhiều khi cô phải quán lại, tuy rằng nó bệnh, cô chỉ cực cái thân, cô chăm sóc nó thôi. Có một, nhưng mà giờ thí dụ bây giờ nó là một đứa khỏe nhưng mà nó quậy thì cô cũng khổ thôi. Có con là có khổ mà, con là nợ mà mỗi đứa nó đòi ăn cách. Có đứa nó đòi mình cái kiểu tâm mình, nó làm cho mình đau khổ. Có đứa nó đòi ở cái mặt thân thôi, chăm sóc bệnh hoạn cho nó. Có những vị thì rất là buồn khổ vì chồng, nói chồng con ổng kỳ cục lắm, cái gì cũng được, mà mỗi lần nói chuyện với con là ổng nạt nộ. Pháp Hòa mới nói thôi kệ đi, mỗi người mỗi tật, ổng không tật này ổng cũng tật khác, phải không? Mà bây giờ nếu mà sống cuộc đời, không lẽ bây giờ chỉ vì cái tật đó anh bỏ ổng thì nó cũng vô lý quá. Thôi cuộc sống mà, giống giống như cái mình, mình thích ăn canh khổ qua lắm á, nhưng mà thích ăn nhân. Có nhiều người thích ăn canh khổ qua lắm mà thích ăn cái gì, ăn cái vỏ khổ qua thôi. Có nhiều người rất thích ăn bánh bao mà bóc cái bột ăn thôi, dùng cục nhân. Nhưng mà rồi cũng có những người ăn bánh bao mà móc nhân ăn không, chẳng hạn như em. Cho nên nếu mà ai, nếu mà người nào mà biết thưởng thức bánh bao là ăn luôn cả nhân cả bột. Nhưng mà cuộc đời đâu có ai ăn vậy hết đâu, cũng có người người ta ăn. Nhưng mà có những người không thích ăn bột, nhưng mà rồi cũng phải ăn, tại vì đã mang chữ ăn bánh bao. Thì cuộc đời nó vậy. Cho nên cuộc sống nó đơn giản. Vậy thì cái ý nghĩa của kinh U Bà Tắc giới là gì? Hướng dẫn cho, nếu mà nói về giới tức là luật, chúng ta hành những cái này để chúng ta giữ tròn cái đạo hạnh của một cái vì cư sĩ. Còn chữ kinh là gì? Là Phật hướng dẫn cho mình cách sống đẹp. Cho nên giới kinh á, kinh á là những gì Phật dạy, gọi là hiển giáo, tức là chỉ cho mình cái cách sống, cách tu, cách chuyển hóa phiền não. Còn giới là luật, mình phải làm cái này để ngăn ngừa cái lỗi lầm. Ví dụ như Phật dạy không uống rượu, đó là thuộc về giới. Tại sao vậy? Tại vì khi uống rượu vô rồi, khi mà say xỉn rồi thì anh em bè bạn dễ xích mích lắm. Cách đây một hai ngày, cho quý vị biết, một ngày Pháp Hoạt nghe không biết bao nhiêu cái điện thoại, nghe biết bao nhiêu. Một nhà tập hợp lại nhân cái dịp đầu năm, rồi người xỉn người say nói tới nói lui, giờ không ai tới ai nữa hết. Thì mấy vị mới gọi nói thầy ơi, bây giờ con thấy lời Phật dạy nói đúng quá. Nhưng mà khi mà mình bây giờ mình mới chấp nhận nó đúng thì sao? Không còn ai nhìn ai nữa, còn lại mình ta, ta với ta. Nó khổ vậy đó. Khi mà lúc mà rượu nó chưa vô thì sao? Có phải, có quấy, có trắng, có đen rồi, mạch lạc lắm. Nhưng mà khi mà rượu nó làm sai người rồi á, thì không còn thấy gì nữa hết, mà thấy cái bề đảo ngược hết. Mà lúc đó anh một cũng thấy đảo ngược, anh hai cũng thấy đảo ngược, 10 anh đảo ngược thì nó loạn cao cao lên thôi. Cho nên cái thân chướng là gì? Tức là những cái phiền não của chúng ta, chứ không phải cái thân này nó làm chướng ngại mình. Nếu mình không biết dụng thân thì nó chướng ngại. Có nhiều vị thì nghĩ rằng có những người người ta quán, người ta nói cái thân này nó làm chướng ngại mình tu. Cũng được, nhưng mà cái quán đó ở cái mặt, thấy về cái mặt một chiều, chưa thấy cái chiều rộng, chiều cái chiều diệu dụng của nó. Chứ còn nếu mà nghĩ ra, trong kinh Phật nói người nữ có những cái chướng, người nữ có những cái chướng ngại. Ví dụ như dơ mình, sanh con, vân vân, đó là những cái chướng. Tại vì chướng đây là gì? Nó làm mình khó chịu, nó làm mình không được thoải mái, nó làm mình có những lúc nó không có tiện lợi để nó cuộc sống nó bình thường, nó có những cái chướng ngại. Thì ở đây cũng vậy, có nhiều người ta quán như vậy, nhưng mà ở theo cái tinh thần của Bồ Tát, chúng ta nhìn sâu thì cái câu này ngăn ngừa vì muốn dứt sự chướng ngại của trí tuệ, đó là sở tri chướng, còn muốn vì trừ thân chướng gọi là phiền não chướng. Rồi thôi, bây giờ ở trên đó là một gì? Những cái phần ở trên đó là cái phần lý do mình phát tâm. Mình không biết gì lý do này, mình vì lý do khác.
Cho nên quý vị thấy không, đi tu ngồi lại hỏi nhau nhiều lý do. Có những người á không có biết kinh kệ là gì, nhưng mà vì con khổ con bệnh, giờ muốn giúp đỡ cho con, cái bắt đầu phát tâm nghe lời quý thầy tụng kinh hồi hướng cho con. Nhờ vì đứa con bệnh cho nên phát tâm hồi hướng. Bây giờ ở trên đây là mình nói về cái phần là lý do phát tâm rồi phải không? Bây giờ một khi mà tâm đã phát rồi thì mình phải làm gì? Phải nuôi dưỡng nó. Cho nên đây cái phần tu tập phát tâm Bồ Đề là làm sao dưỡng cái tâm. Tâm phát rồi đó, nhưng bây giờ làm sao dưỡng nó đây? Đức Phật dạy có 10 cách để dưỡng tâm. Thứ nhất, thiện nam tử phát tâm Bồ Đề do 5 điều. 1. Gần bạn lành. Đúng không? Trời ơi, mình mới phát tâm mà gặp gần bạn làm biếng sao tu. Mình rủ đi chùa nó, thôi đi chi đi hoài vậy, chổng chán chết. Rồi nó đi tụng kinh nó, thôi tụng kinh buồn ngủ lắm. Đi tụng kinh vậy thôi, tụng mấy cái gì mát ra đó ra đó vô hoài. Cho nên mình gần bạn lành. Nếu mình muốn dưỡng cái tâm mình mà được cái cơ hội gần bạn lành thì hay lắm. Thưa đại chúng á, nhiều khi cuộc đời nó vui lắm. Tình yêu nó khác tình bạn. Tình yêu á là hai người thôi, có người thứ ba là có chuyện. Còn tình bạn thì càng nhiều càng tốt, càng đông càng vui. Hai cái tình nó khác. Cho nên mình đi chùa đó, mình vượt cái biên giới của tình yêu để mình biến tất cả thứ tình yêu mà cái thể cá nhân đó thành cái tình yêu gì? Tình yêu đại đồng. Chứ mình phải thấy tất cả mọi người là bà con quyến thuộc của mình hết. Chứ Pháp Hòa thường thấy á, thí dụ như quý cô, quý chú á, tất cả là người thân của mình hết á, mà thương giống như là ruột thịt của mình vậy. Đi đâu và đi đâu cũng nhớ quý vị. Thí dụ đi đâu về có một chút gì đó, thí dụ như có bánh đem ra ăn chung, có cái gì chia sẻ, là cái đó là mình, khi mình đi đâu mình cũng nghĩ những Phật tử ở chùa mình cũng giống như những người thân của mình vậy. Cho nên nó gần bạn lành nó tăng trưởng được. Cái này mình nói hoài, Phật dạy trong kinh đó, làm sao để mình định được bạn lành. Bạn lành là phải cái người biết ngăn ngừa mình làm việc ác. Thí dụ thôi, bà bạn mình tâm sự với mình, nói chị, tôi biết nhỏ đó giờ nó đang bậy bạ với chồng tôi, đánh nó không, tôi đi phụ. Cái này không phải bạn lành đó. Tôi muốn đánh nó ghê vậy. Nó thôi chị ơi, có gì thì mình từ từ, chứ chị làm vậy là mấy đứa mất mặt rồi, mấy đứa nhỏ tội. Thí dụ vậy, tức là bạn lành là phải làm sao khuyên chứ không có suối. Còn nói chị tôi biết chỗ này là bán axit rẻ mà mạnh lắm, nguy hiểm quá. Phát tâm Bồ Đề với 5 điều. 1 là gần bạn lành, có bạn lành nuôi dưỡng mình lắm. Thứ hai, để nuôi dưỡng lòng cái tu của mình á, trừ nóng giận. Nhiều khi á mình có giận bắt đầu mới phát nóng, mà càng nóng nó càng giận, cho hai chữ này nó đi chung. Nóng rồi mới giận, giận rồi bắt đầu nóng, càng giận thì càng nóng, mà càng nóng thì càng giận. Cho nên mình phải tập làm sao mình đừng có nói tôi vậy đó, tôi không có nín được. Không, mình vậy ai cũng biết rồi, nhưng bây giờ mình làm sao mình khác hơn vậy thì mới gọi là tu. Chứ còn mình đừng nói tôi vậy đó, hồi nào giờ tôi vậy rồi. Đúng rồi, mình vậy là ai cũng biết rồi, nhưng bây giờ làm sao từ cái vậy này đến cái vậy khác. Thưa đại chúng, Pháp Hòa mới nhận được một cái thư ở Việt Nam. Một Phật tử viết cho Hòa một lá thư rất là dễ thương. Con là một người luôn luôn ganh tị, ai hơn con không được. Nói chung là bao nhiêu tật xấu con có đủ. Nhưng mà từ khi con biết nghe Phật Pháp thì bây giờ con người của con chuyển đổi mà đến đổi bất ngờ, và gia đình con bây giờ có hạnh phúc lớn lắm. Và thưa Thầy, có nhiều khi con giận quá, con đang giận cái con tự nói với con, ê mày,
tự kêu mình vậy đó. Nếu ngay lúc này thầy Pháp Hòa xuất hiện trước mặt mày, mày làm sao? Tự nhiên con nghĩ như vậy. Nếu thầy trước mặt con, chắc con không có giận như vậy đâu. Chứ con nghĩ vậy cái thôi con lắng xuống. Cái nuôi dưỡng. Và thưa đại chúng, những cái lá thơ như vậy, những cái email như vậy, nó cũng nuôi dưỡng cái con người tu của mình. Cũng giống như á, mình nấu cơm cho con ăn. Một hôm nào nó ôm cổ mẹ, nó nói mom, you are the best cook. Tự nhiên mình hạnh phúc lớn lắm. Không biết mình nấu best cỡ nào phải không, nhưng mà đối với con mình là best cook, là mình hạnh phúc rồi. Pháp Hòa biết á, nhiều khi con mình không cần làm gì đâu. Nó chỉ cần có những cái cử chỉ dễ thương như vậy đối với mình là mình hạnh phúc lớn. Nhiều khi nó đâu có cần cho mình cái gì. Cũng giống như nhiều khi mấy đứa cháu vậy, nó chỉ cần mà nó ghiêng mình đến mức là không có mình nó chịu nổi, mặc dù mình hơi bực nhưng mà khoái lắm à. Khoái lắm à. Cháu tôi giờ nó ghiêng tôi dữ lắm à. Lòng trừ nóng giận. Cái thứ ba là gì? Vâng lời dạy chân chánh của thầy và bạn. Thưa đại chúng, cái chỗ này mình phải xác định lời dạy chân chánh. Như vậy thì không có nghĩa là thầy mình nói hay là mẹ ba mình nói những cái điều sai rồi mình nói phải không nghe, bất hiếu, không phải. Tùy chuyện. Nếu mà ba mẹ, thí dụ như trong lúc ba mẹ dạy mình cái sai, mình cứ dạ dạ thôi nhưng mà không làm. Nói tại sao, rồi mai mốt hỏi là tại sao mày không làm, nói dạ tại con quên. Nhiều khi ba mẹ la rầy chút rồi thôi, nhưng mà mình nghe lời là hư chuyện. Có những cái như vậy. Nhiều khi ba mẹ chưa tu, ba mẹ chỉ xử theo đời thôi. Nhưng bây giờ mình có tu một chút, mình thấy có nhiều khi, hoặc là ba mẹ chỉ thấy một chiều, ba mẹ chưa thấy hết. Cho nên làm như giống như đệ tử, các vị, các chú, các thầy sống với nhau, hiểu nhau. Cho nên có nhiều lúc á, nâng đỡ cho nhau. Cái chú nào sai đôi lúc đâu có phải chuyện gì cũng lên mép. Rồi thì bảo bọc, mặc dù mình la nhưng mình biết cái đó cũng xuất hiện từ cái tình huynh đệ với nhau. Cho nên á, vâng lời dạy chân chánh của thầy và bạn. Và thưa đại chúng, nếu mà thầy mình mà thương mình, mà chỉ cho mình những lời dạy chân chánh, mình có làm thì nhất định không có sai. Tại thầy mình là cái người hướng dẫn cho mình đi trên cái con đường cao đẹp. Cái thứ năm và cái thứ tư là gì? Mở lòng thương xót. Mình muốn nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề của mình không? Phải có lòng từ bi. Mình không biết thương xót ai hết rồi làm sao lòng từ bi mình có? Chứ phải biết thương xót. Ví dụ mình thấy một cái đứa nhỏ nó về chùa, nó thiếu ba hay nó thiếu mẹ, mình phải thương nó. Thí dụ nó thiếu mẹ, mình phải thương nó như nó thấy mình là mẹ nó. Nếu mà nó thiếu ba, mình phải thương nó để nó thấy mình như ba nó. Giống như ngoài chùa mình có mấy đứa vậy đó, nó không có ba, mình phải thương nó giống như là mình là ba nó vậy, để nó có sự gần gũi, để nó có mình thương nó được như vậy. Một đứa được như vậy thì vô lượng đứa nó như vậy. Chờ Pháp Hòa ha, đối với Phật tử, chỉ cần người Phật tử đó tu thôi, tu cách nào cũng được, mà phải tu là mình biết họ đang đi đúng đường. Thí dụ bây giờ, thí dụ thôi, giờ mình thích ngồi thiền. Như Phật tử đó, người ta không biết ngồi thiền, người ta thích niệm Phật. Ồ, tốt. Cho nhiều khi Phật tử nói lúc này con không có lên đây được, tại con ở gần Phật quan. Pháp Hòa đâu có buồn. Pháp Hòa chỉ buồn là khi nào quý vị không còn đi chùa. Chứ còn nếu quý vị còn đi chùa mà ở đây ở kia, tốt hết đó. Phật tử là Phật tử chung, chùa là chùa chung. Nếu mà thuận thì mình tốt ở đâu mình đi. Cho nên làm sao cái tâm của mình nó nhẹ được cái chỗ đó. Mình không có gom được ai, mình không có nắm được ai nè. Bản thân mình còn không nắm được, con ruột của mình nắm còn không được, đệ tử mình nắm còn không được, nắm ai đó.
Nhiều khi mình muốn, mình nhiều khi ở đời nó ngộ là càng nắm là càng mất. Cho mình càng bình thường thì nó bình thường. Cho nên Pháp Hòa chỉ quan niệm là chỉ cần Phật tử còn tu là vui rồi. Tu kiểu nào cũng được, trì chú cũng được, niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, sám hối cũng được, tụng kinh cũng được. Mỗi người mỗi cách. Hỏi lúc này còn uống thuốc không? Dạ còn uống. Uống thuốc gì? Nói dạ con uống Tylenol. Tại sao không uống Tylenol? Uống Tylenol phải uống Advil. Tôi nè, tôi uống Advil mới hết, chi cho nó khổ. Vô lượng pháp môn tu, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mỗi người có mỗi một cái phương cách. Cho nên đối với chú, ai thích gì cũng được hết. Con thích tụng kinh, con thích tán tụng, được. Con thích học tiếng Hán, con thích. Quý vị biết không, sư ông làng Mai á, nhiều lúc thấy mấy thầy lười lười, sư ông viết cái chữ thiệt to: sư anh ơi, dạy đi, học tiếng Anh. Xong viết mấy cái bản thư pháp treo vòng vòng tăng xá vậy: sư anh ơi, đừng có ngủ nữa, dạy đi, học tiếng Pháp. Tại có nhiều khi người ta nói tiếng Pháp khó học lắm, tôi không học. Có tiếng Anh khó học, tôi không học. Sư ông luôn khuyến khích mình học. Chơi Pháp Hòa mà rất là vui, mà thấy chú nào mà cầm cái viết ra mà ngồi đồ tiếng Hán hay là mở kinh ra học, Pháp Hòa sẽ rất là vui. Tại vì có học là có mở mang. Cứ nhớ vậy thôi, có học là có mở mang. Còn không học là không mở mang được gì. Cho nên tiếng Hán ta thường nói đó: nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học, mờ mờ như đi trong tối. Chữ minh minh này nghĩa là sáng sáng, mà mờ mờ. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Dạ là ban đêm đó, hành là đi. Người không học như kẻ đi đêm, không biết gì hết. Cho nên quý vị cứ bây giờ mà không tin, thử bây giờ mà không có đọc cái gì hết, đâu biết gì đâu. Có đọc mới có biết. Có nhiều người tụ Nam Mô Bạc Già Bạc Đế Bệ Sắc Xã Lũ Rô, Pháp Hòa hỏi biết dược sư chú không? Tôi con biết dược sư thím mà. Nó hỏi dược sư chú tụng sao thầy? Pháp Hòa mới nói Nam Mô. Ồ bài này con biết. Biết mà không biết cái tựa. Cho nên thường mỗi lần lên ăn cơm, Pháp Hòa hỏi chú biết cái trái cây này kêu tên gì không? Pháp Hoàng ngày nào ăn cơm món gì Pháp Hoàng phải nhớ cái, ăn mà không biết cái tên kêu. Cho nên lúc nào lên ăn món gì, biết món này tên gì không, biết cái trái cây này tên gì không, mình dạy từng cái trái cây, từng cái món ăn. Không phải chỉ ở Phật Pháp mà mình học. Chứ ví dụ như, giống như lên chùa ta hỏi một lát nữa đó, đi ra phía bà Bàn Linh đó, lấy giùm thầy dĩa bánh xuống. Cứ ngó hoài, nó không biết cái Bàn Linh là cái gì. Nó nghe linh linh vậy, nó đi lấy cái chuông xuống được. Tại cái này cũng kêu cái linh. Cái chuông lắc kêu cái linh. Cho nên phải biết. Cho nên quý vị biết không, trong bốn cái vô ngại gọi là tứ vô ngại đó, từ vô ngại biện, bi vô ngại, trong đó có một cái gì? Nghĩa vô ngại, từ vô ngại. Chữ từ đây là gì? Là từ ngữ địa phương. Hồi trưa này á, ngồi ăn cơm, tụng cúng ở dưới Calvary xong ngồi ăn cơm, có thầy chùa Phổ Đức mà, thì có bà cụ người Huế. Bà sợ lạnh quá, bà không dám ra ngoài. Quý thầy mới nói thôi bà ngồi đây bà ăn cơm với quý thầy đi. Thì bà nói chuyện thì nghe tiếng Huế. Cái Pháp Hòa mới nói: mẹ, mẹ thời cơm nữa không? Cái thầy Phổ Đức đây nói gì vậy? Cái gì, kêu gì vậy? Khi bà kia mới nói: thầy hỏi cô ăn cơm nữa không? Ủa bộ ăn là thời đó hả? Ví dụ vậy. Nếu mình biết rằng người Huế gọi là thời cơm, thì gọi là từ vô ngại. Từ vô ngại. Cho nên á, mình phải chuyên cần tu tập. Chuyên cần là siêng năng. Chuyên cần là siêng năng. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình mà không có siêng á, tu cũng không giỏi mà học cũng không được. Cái gì mình cũng được hết. Mình tới nhà người nào siêng nhìn cũng biết nữa. Ta siêng dọn dẹp thì nhà nó sạch. Siêng chăm sóc nhà cửa thì nhà nó gọn gàng.
Siêng học thì mình mở mang, siêng tu thì mình thăng tiến, nó vậy thôi. Mà quý vị để ý một điều, hễ có tu là tướng nó đổi, mình mà tu cái tướng mình nó đổi lớn. Phiền não mà ôm hoài nhìn cũng biết, nhìn nguyên cục lửa. Lửa mà này nó kêu lửa gì biết không? Quý vị thấy không, lửa mà nó nóng phừng phừng kêu lửa phừng. Còn thí dụ như ở trên này lớp tro, rồi ở dưới này có mấy cục than mà nó ngầm ngầm kêu lửa gì? Hả? Lửa ngúng, lửa ngầm á. Tại vì ở trên nhìn giống như hết rồi, tro nó nguội rồi, mà thiệt sự ở trong đó nó còn. Chừng ngày xưa có một vị tổ mới nói với người đệ tử, người đi tới đó người tìm cho ta miếng lửa. Người học trò đứng nhìn cái đống tro, nói bạch thầy, lửa hết rồi. Ông thầy lại moi moi ra, gấp rang cục lửa. Này cái gì đây? Người đệ tử ngộ, có hai cái ý. Ngươi đi tìm cho ta một đống lửa trong đó, ý nó là ở trong cái đống tro tàn đó đó, nghĩa là trong bản thân mỗi con người mình có cái Phật tánh. Nhìn sơ sơ tưởng không có, có. Nhưng mà nó cũng có cái ý thứ hai là nhiều khi thấy người đó vậy mà họ còn phiền não giận tức ở trong lòng, còn không? Còn, tại chưa ra thôi. Cho nên ở trong duy thức học người ta chia đó, phẫn hận phú não tật sang là những cái tâm không có tốt á. Không, chữ phẫn là gì? Là phẫn nộ. Cái người mà giận mà nổ lửa lên đó kêu là phẫn. Nhưng mà cái người khác với phẫn là hận. Hận tức là nó ngầm ngầm. Phú là che, tật là ganh, sang là tham. Đó là những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện. Cho nên Phật mới nói đó, mình á, mình còn lậu hoặc, hoặc là sai lầm. Lậu là rỉ ra, lâu lâu nó còn rỉ chút chút vậy đó. Cho nên mình tu đến khi nào mà lậu hoặc không còn là chứng thánh. Còn nếu như mình tu á, đến bây giờ á, mà trừ được cái thô là mình mừng rồi đó nha. Rồi bắt đầu từ từ mình tu tới cái tế. Có nhiều người á, tế cũng không, cũng còn nguyên mà thô càng lớn, càng ngày càng thô, nguy hiểm lắm. Cho mình mục đích mình tu là trừ thô trừ tế. Linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Mình khiến cho con một ngày nào đó con thành được vô thượng giác, ngồi đồng với chư Phật. Mình phải trừ hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con rất hy vọng một ngày nào đó con sẽ trừ sập được hết những cái lỗi lầm vi tế, là cái đống cái mà nó ngầm ngầm ở trong. Ở mặt Phật tánh tích cực đó, thấy nó vậy nó không có vậy. Có. Thí dụ như á, quý vị biết không, hồi đó mà mấy chú nhỏ mùa hè người ta hay gửi về chùa đông, có những cái đứa thấy nó trời thần đất lở vậy đó nha, vậy mà trong người nó có những cái tốt mà không biết. Có một hôm á, có cái em nó trời nó lì kinh khiếp lắm, Pháp Hòa còn phải kêu nó thầy chạy mà. Vậy mà có một hôm á, Pháp Hòa nằm chơi với mấy đứa nhỏ, nằm chơi cái tay Hòa gác dày cái thì mình hơi thiêm thiếp ngủ. Pháp Hòa thấy nó tới một cái giường, nó nhẹ nhẹ nó lấy một cái gối, nó để bên cạnh Pháp Hòa, xong nó lấy cái mền nó phủ lên. Pháp Hòa mở mắt ra thấy nó mà mình không ngờ. Thì từ đó đó Pháp Hòa mới nói, thấy không, nó nhiều khi cái đứa mà nhiều cái đứa nó trật búa vậy đó. Tiếng Việt kêu là trật búa vậy đó. Vậy mà trong lòng nó có những cái mà mình không thể tưởng. Cho nên đó, chính vì vậy cho nên đó, mình không bao giờ mình đẩy ai hết trơn á. Mình không bao giờ mình bỏ rơi ai hết. Bất quá là mình tìm cách mình chặn cái người đó xuống, giống như đừng có để cho họ bung thôi. Nhưng mà rồi mình hy vọng nếu mà họ không hết bệnh thì ít ra họ còn ở cái trạng thái này. Chuyên cần tu tập mở lòng thương xót, không còn thấy lỗi của người. Mặc dù thấy lỗi nhưng tâm không ăn năn. Cái câu này hơi khó hiểu đó. Mặc dù thấy lỗi nhưng tâm không ăn năn. Nếu mà dịch cái câu này cho đúng, cho rõ ràng là sao biết không? Mình thấy họ có lỗi và mình đem hết tất cả những khả năng giúp họ sửa lỗi, nhưng mà rốt cuộc vẫn không được.
chừng đó tâm mình không còn gì hối hận, tại mình đã làm hết rồi. Có không? Cuộc đời mình có gặp những người mình làm hết rồi mà vẫn không làm gì được không? Nhưng mà không có nghĩa là không có gì nha. Nhiều khi mình không đủ duyên đủ phước với họ thôi. Rồi bây giờ mình gieo với họ nè, rồi một ngày nào đó trong cuộc đời của họ tự nhiên họ trực ra, ủa cái điều này hồi xưa mẹ đã từng nói với mình, ba từng nói với mình, thầy từng nói với mình, mà sao mình không để tâm, bây giờ mình thấy đúng. Nhiều khi lúc đó nó chưa đủ, nó chưa đủ nở. Mình để cái hạt é vô trong cái ly nước rồi, để mình bóc nó ra liền. Mình nghĩ thường thường ta nói nở mau như hột é, nhưng mà mau cũng phải có cái khoảng thời gian nào để nó nở, chứ đâu phải nghe chữ mau đó rồi bỏ vô gấp ra liền kêu nó nở đâu. Nó cũng phải có một khoảng thời gian. Thì cũng như vậy, có những người người ta cần một khoảng thời gian để người ta chuyển hóa. Có một em đó đó, nó làm khổ ba mẹ nó chưa bao giờ mà nó dứt, chưa bao giờ. Vậy mà khi mà nó tỉnh đạo ra, nó hiểu ra rồi, nó trở ngược lại, nó biết làm ăn, nó lo học hành, nó không làm khổ mẹ. Mà cái mùa Vu Lan đó, nó đi mua một cái thư pháp về. Một cái thư pháp về nó tặng cho mẹ, trong đó có câu: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh trọn cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đem về nó tặng, mà nó kể qua nghe, nó nói thầy biết khi con tặng ba mẹ con cứ vợ vợ đánh đánh mà không biết là mình đang mê hay đang tỉnh. Đó, có những đứa mà khi mình nghĩ rằng không bao giờ nó phục thiện, phải không? Không có đâu. Trước sau gì mình không đủ duyên với nó mà người khác đủ duyên độ nó. Nhiều khi mình với nó là oan gia trái chủ, nhiều khi mình với nó là oan nghiệp với nhau, nhưng mà người khác là độ nó được. Thì khi độ được nó rồi thì nó về nó xóa sổ với mình. Bây giờ nó không thấy mình là oan gia trái chủ nữa. Có nhiều khi nó khổ quá, nó giận, nó nói con rất là ghét ba mẹ, tại sao ba mẹ sinh con ra làm chi để con khổ như vậy, thí dụ vậy đó. Nhưng mà đâu có ai muốn đâu, không? Nhưng mà mình thông cảm, khi nó khổ quá nó sẽ nói như vậy. Rồi có nhiều khi ngược lại, ba mẹ nói tao mà biết mày làm khổ tao vậy, hồi nhỏ tao bóp mũi cho mày chết cho rồi, cũng có. Đó là thông cảm hết. Cha mẹ nhiều khi khổ quá nói như vậy, rồi nhiều khi con nó khổ quá nó cũng nói kiểu ngược lại. Thôi thì hôm nay thì chúng ta học thêm một đoạn này. Ở trước á, là 12 cặp lý dân phát tâm. Ở phía sau này Phật dạy 10 cách để dưỡng tâm. Khi tâm mình đã phát rồi thì phải dưỡng. Thưa đại chúng, mình thí dụ bây giờ mình phát tâm, mình học Phật, mình nghe pháp, mình không cần nghe dồn dập, nhưng mình nghe đều đặn. Thí dụ như ngày nào cũng một tiếng. Bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè, mình bây giờ giống như đang ở Phật học đường. Mình không có được đi học ở trường học Phật học. Bây giờ mình được ở, mình phải tự mình làm cho mình một cái thời khóa biểu của trường Phật học. Hồi Pháp Hòa là Sa Di, Pháp Hòa tự mình soạn cho mình một cái chương trình như vậy đó. Ai dạy mình đâu, không có ai dạy dỗ gì. Rồi tối ngày cứ tự mình phải lập ra cái chương trình cho mình thôi. Mùa hè Pháp Hòa làm cho Hòa một cái lịch trình, một cái chương trình sinh hoạt cả ngày. Rồi Pháp Hòa tự ghi vô mỗi ngày một giờ đó mình phải nghe pháp, là giờ đó tự động mở băng pháp lên, mở quyển kinh. Thí dụ nghe, nghe giảng kinh Pháp Hoa, mở cuốn kinh Pháp Hoa dò theo, rồi tự ghi chú, tự học lại. Thì bây giờ mình không được đi tới trường, nhưng mà phương tiện bài vở đã có sẵn. Bây giờ chúng ta tự mình lập cho mình một cái trường, một cái môi trường để mình học mình tốt. Đó là mình dưỡng mình. Và không có ai dưỡng mình hay bằng mình hết. Tại vì chính mình mới biết mình ở khó khăn ở chỗ nào, rồi tự mình dưỡng mình ở chỗ đó. Ví dụ chú nào mà biết là tôi tụng kinh dở lắm, cái giọng tôi tụng rất là dở, thì mình phải ráng mình luyện giọng mình tụng cho nó hay. À, không phải là mình khoe khoang, nhưng mà tụng kinh ít nhất người ta nghe, người ta phải phát tâm. Ta phát tâm ta tu. Mình tụng sao ta nghe ta muốn nghỉ tu. Tụng kinh mà làm cho người ta nghe, người ta muốn tụng. Giống như cái chú mà chú ăn cắp đồ của chùa, mà chú chui vô tủ. Vậy mà thầy lúc mà ổng đang gom đồ ổng ăn cắp đó, ổng nghe tiếng thầy trụ trì lên tới, ổng quýnh quá, ổng không biết đâu, ổng chui vô trong cái tủ bàn thờ ổng núp. Vậy mà ổng ngồi trong đó nguyên thời kinh của thầy.
Xong cuối cùng ra, nãy giờ con được cảm hóa bởi cái giọng tụng của thầy. Nhiều khi cái giọng tụng kinh của mình nó cũng quan trọng nhé. Hồi đó đó Pháp Hòa thích nghe cái tiếng niệm Phật A-di-đà mà niệm theo người Hoa đó. Nam-mô-a-mi-đà-phô. Mà ngày nào Pháp Hòa cũng mở cái băng đó và nghe hết. Rồi mỗi lần mà thầy viện chủ đi vắng, Pháp Hòa mở cung chua lên. Mở uống zoom lên vậy đó mà thích lắm. Đi dọn dẹp, đi làm việc mà nghe cái tiếng niệm Phật như vậy. Tới bây giờ cũng vậy. Tối mà đi ngủ, Pháp Hòa mở một cái băng tụng kinh lên và nằm và nghe. Pháp Hòa mở sám thi văn giáo lý của thầy Huệ Duyên, tụng những cái cuốn sấm bên Phật giáo Hòa Hảo đó, nghe cũng rất là hay. Rồi có khi Pháp Hòa nghe Đường Xưa Mây Trắng. Nói chung là tối mình mở đó. Mà có những lúc mình ngủ, ngủ quên. Trong khi mình ngủ quên đó là tự nhiên tâm của mình nó lắng xuống, nó giật mình á. Cái mình nằm mình nghe loáng thoáng một hai cái vậy mà lúc đó trời ơi Phật Pháp nó rào ào ào vậy đó. Mình nghe cái câu đó có nó mở cho mình thêm nữa. Những lúc như vậy là Pháp Hòa ngồi dậy liền, ghi xuống những cái gì mà mình mới vừa phát hiện ra ở trong cái câu kinh đó. Lâu nay mình đọc mình hiểu, nhưng mà tự nhiên hôm nay nhờ cái bài giảng này mình mở ra thêm được nữa. Có nhiều khi đang lái xe rồi Pháp Hòa ngẫm cái câu đó, tự nhiên nó làm cho mình sáng ra thêm những cái ý kinh nữa. Cho là Pháp Hòa phải tìm cách, cho nên trong xe Pháp Hòa hay bỏ một cái cuốn sổ nhỏ với cây viết. Nhiều khi có những lúc mình phát hiện ra những cái hay là mình phải ghi xuống. Tại con người của mình là gì? Trung sĩ văn đạo, nhược tồn, nhược vong, lúc nhớ, lúc quên. Câu gì quên rồi? Trung sĩ văn đạo. Có ai nhớ câu đó không? Đó. Đến cái chỗ mà gì đó, chỗ quên hết trơn thì nó là hay lắm đó. Đạt tới chỗ không rồi đó. Thôi đại chúng hồi hướng. Cái ngày mai buổi trưa sau khi chúng ta làm lễ xong thì có chương trình đi Red Deer. Nếu quý vị nào nghĩ rằng mình có thể đi được á, quý vị nên đi để hỗ trợ cho Phật tử ở vùng đó có được một thời kinh và cái sự sinh hoạt Phật tử với nhau đó giữa hai thành phố. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô